Dạ Toàn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Dạ lời nói đầu tiên, Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Dạ hôm nay Toàn đến vườn của anh Thương và anh Thương có giao lưu là một số mai vàng chơi Tết 2024 nha quý chú anh chị. Dạ số điện thoại của anh là 0907 851 767. Dạ đó cũng là số Zalo của anh Thương luôn quý chú anh chị. Dạ rất mong quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ cho anh ha. Dạ sau đây Toàn với anh Thương đo vài cây để quý cô chú anh chị và các bạn xem và tham khảo những cái mẫu mai bên vườn nhà của anh Thương ha. Thì đầu tiên Toàn sẽ quay cái cây mà đế nơm. Cái này thì đế nơm thì anh Thương trồng tầm khoảng 3 4 5 tuổi nha quý chú anh chị. Thì mỗi cây quỳnh neo trung bình là từ 15 cho đến 30 cm trở lên quý chú anh chị. Cái lô cây này nó tầm khoảng là 5 600 cây ha. Thì đây anh Thương có giao lưu lẻ là từ 20 cây cho đến 30 cây nha quý chú anh chị. Thì ảnh phân theo lô ha. Mỗi một lô gì là 20 cây. Cái này thì giảo 5 cánh quý chú anh chị. 5 cánh có rồi 7 8 9 cánh cũng có luôn quý chú anh chị ơi. Nó thì hôm qua trời đang mưa cho nên toàn quay xong toàn về ghi âm lại nha quý chú anh chị. Thì trong vườn của anh tầm khoảng là 100 mấy chục cây là hình thú, còn khoảng một số kia thì đế nơm nha quý chú anh chị. Đó, thì mỗi cây chi cành cũng tầm trung quý chú anh chị ơi. Có cây thì đều chi cành, có cây thì nó không đều ha. Đó, rồi Toàn với anh Thương sẽ đo cây tiếp theo. Cái này cũng như là anh Thương đo vài cây để cho quý cô chú anh chị các bạn xem trước để mình tham khảo cái mẫu á. Ở đây thì anh Thương anh giao lưu tại vườn với quý cô chú anh chị. Mà số điện thoại của anh là tới hai số Zalo ha. À, thì một số nữa là 0914 943 539. Và đó cũng là số Zalo của anh Thương luôn quý chú anh chị. Thì hôm qua Toàn với anh Thương và anh Hùng đi một vòng để mình coi những cái cây nào được được á, mình sẽ quay lên làm mẫu cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem trước ha. Hình thú thì cũng có cây đẹp, cây không được đẹp nha quý chú anh chị. Thì vườn mai của anh là ở bên huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đó, thì mỗi cây trung bình quành neo là từ 15 cho đến 30 cm trở lên ha. Đế nơm thì tầm khoảng 400 cây quý chú anh chị. Còn hình thú thì tầm khoảng trăm mấy ha. Cũng có cây rễ hình thú gõ nét thì cũng có cây không gõ nét nữa quý chú anh chị. Đây là những cái cây đầu bờ, nó không được đẹp như cái cây phía trong. Để tí xíu nó toàn với anh Thương đi vòng vô phía trong để mình cho quý cô chú anh chị bạn mình xem ha. Ở trong video thì toàn cũng không có biết nói gì hơn. Thì có sao toàn nói vậy hay hoặc là hay quên gì đó, rất mong quý cô chú anh chị các bạn thông cảm cho toàn ha. Đó, thì mỗi cây chia cành rau như vậy quý chú anh chị. Thoát thân thì anh Thương anh lấy là từ 1 tấc rưỡi cho đến 2 tấc ha. Đó. Trong vườn của anh thì cũng có một số cây củ đế đặc cũng nhiều quý chú anh chị. Cây tầm khoảng 4 5 tuổi, 7 8 5 tuổi cũng có nữa quý chú anh chị. Nó thì chuyện qua hôm qua thì ba anh em mắc mưa ha. Cái này như là trời đang mưa thì toàn cũng quay luôn. Tại vì hôm qua tới vườn của anh Thương cũng tầm khoảng 3 giờ mấy chiều ha. Dạ rất mong quý cô chú anh chị và các bạn đến vườn của anh Thương để mình lựa chọn những cây mai đẹp chơi Tết 2024 ha.
Thì anh thương tới hai vườn với chú anh chị. Vườn này tầm khoảng là 500 mấy cho đến 600 cây ha. Còn cái vườn kia thì hình thú cũng nhiều mà cây nó nhỏ hơn tí xíu. Vườn kia thì tầm khoảng thời gian sau thì Toàn cũng đi quay cho anh Thương tiếp tục. Còn giá cả thì rất mong với cô chú anh chị các bạn đến vườn của anh Thương để mình thương lượng cùng anh Thương ha. Này anh Thương giao lưu tại vườn với chú anh chị. Cây này hình thú thì nó cũng bốn chân đầy đủ ha, có cái đuôi nữa nè. Đó. Mình chỉ bư giá thể ra tầm khoảng chục ngoài cây chứ không có bư hết vườn của chú anh chị. Cây này thì để nơm ha. Vườn này thì sau hè ở phía nhà anh, còn cái vườn kia thì nó ở trên cái bến đò gần bến phà Cải Dứa. Ở đây thì cầu Cả Mít đi vô nhà anh Thương tầm khoảng cây mấy hai cây số ha, tại ngay dốc cầu Cả Mít. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nào ở xa lại á thì tới cây cầu Cả Mít mình hỏi nhiếp ảnh gia Hoài Thương. Nhiếp ảnh gia Hoài Thương là ai cũng biết hết quý chú anh chị. Cây này thì cái đế nó hơi quái ha. Thì chắc cũng một thời gian gần đây thì Toàn cũng gắng tranh thủ để Toàn kiếm cái cuốn sách mà học về bonsai á, dáng này dáng kia á, để Toàn vừa quay để Toàn mô tả về cái dáng cây để cho quý cô chú anh chị các bạn xem hấp dẫn hơn ha. Thì về cái cây trực lắc hay hoặc trực thẳng hay hoặc là dáng đổ dáng bay gì đó thì Toàn cũng chưa có rành hết chú anh chị. Trong khi quay thì Toàn ngại cái nói về cái dáng và kiểu dáng của cây ha. Đó, cây này hình thú thì mình Toàn thấy cũng đẹp lắm quý chú anh chị, chừng cẳng đầy đủ ha. Cây này hấp thân thì nó hơi cao. Thì Toàn chỉ cái ghi âm được khúc đầu anh chú anh chị, khúc sau thì hết lại nói rồi, rất mong quý cô chú anh chị và bạn thông cảm ha. Thì video này hôm qua Toàn làm cũng tầm khoảng 20 26 27 phút đó. Nên nó dài quá cho nên thì nói hồi cũng hết để nói. Dạ, cái mọi địa chỉ và số điện thoại của anh Thương Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị và các bạn mình giao lưu cùng anh Thương ha. Cây này cũng nhìn cái đế nó hơi quái chút xíu anh chú anh chị. Cái đế giống như là cái trái bí ha. Với lại hôm qua ở gần vườn mai của anh Thương thì người ta bắt karaoke nó hơi ồn quá cho nên Toàn cũng tắt tiếng luôn, như là trời mưa đó tắt tiếng lại thì còn về ghi âm lại cho nó rõ hơn chứ anh chị.
Với lại trong video mà trong khi mà Toàn quay đang quay mà trực tiếp gì không ghi âm lại thì Toàn cũng hơi ngại nói chuyện tí xíu với chú anh chị. Lại mình cũng không có gành về hoa kiển cho lắm, như dáng này dáng kia đó. Lại cái video mà mình ghi âm lại thì nó xe khi xem thì nó không có hấp dẫn hơn là cái mình quay nói chuyện trực tiếp luôn thì nó sẽ hay hơn. Có quý cô chú anh chị các bạn nào thấy xem video của Toàn cảm thấy hay á hoặc hữu ích á, hãy xem xong tặng cho Toàn một like và một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn ha. Nếu Toàn có tinh thần là những video tiếp theo sẽ hay và hữu ích hơn. Hình như là trong vườn của anh Thương hình như là ba thứ. Thứ nhất là đế nơm, thứ hai là hình thú hay gõ nét, thứ ba là đế quái ha. Như trong vườn của anh Thương trực thẳng thì cũng cũng nhiều. Đó, cây này 15 là nhỏ, còn mấy cái kia thì tầm khoảng 20 mấy cho đến 30 mấy hoành trở lên với chú anh chị. Cái video này cũng như nó dài quá thì Toàn ghi âm cái khúc đầu khúc sau thì cũng như Toàn ít nói chuyện lại, không biết đăng lên không biết cái video nó có đề sức mạnh không. Như khúc sau là im lặng là nhiều đó. Thì mới 13 phút nó tới 27 phút mấy gần 28 phút. Lại dạo này cái Toàn cũng hay quên chỗ nào mà quen á, quen thì mình nói chuyện không có ngại, còn chỗ nào lạ lạ thì nói chuyện nó hơi ngại chút xíu đúng không chị. Nó chủ yếu thì cái này anh Thương giao lưu tại vườn cũng dễ. Cái này mình quay đôi ba cây để mình là cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái mẫu ha. Có gì quý cô chú anh chị các bạn mình đến vườn của anh Thương để mình giao lưu cùng anh Thương ha. Với lại vô này cái ha kinh của Toàn thì nó mất đề xuất rồi, nhưng mà nó không có lực khách hàng nhiều như lúc trước.
có quý cô chú anh chị các bạn nào cần cái giao lưu bán mai vàng á thì xin liên hệ qua số điện thoại của Toàn 0986 165422, nhà đó là số Zalo của Toàn. Toàn tới hai số ha, 0007 cái gì từng cái số đó Toàn cũng lâu xài quá Toàn quên luôn rồi. Số đó hình như là Toàn xài trước cái số mà 22 đuôi 0765010484, số dễ nhớ lắm mà Toàn cũng quên luôn tại vì số đó lâu lâu xài đó. Cái hình thú này cái hoành nó tầm khoảng 20 ha. Cái này cái lưng của nó dài tầm khoảng 7-8 phân. Đợt sau mà có anh chị nào mình nuôi hình thú mà tầm khoảng 4 chân có đuôi đầy đủ á, dài tầm khoảng chừng gan gữ 2 gan ha, mà cây khoảng bự hơn cùm tay. Nói chung là bán cũng có giá lắm chú anh chị. Trong vườn của anh Thương thì hình thú rất là nhiều nhưng mà cái lưng thì nó hơi ngắn tí xíu ha. Cũng có cây lưng dài, có cây lưng ngắn. Dạ Toàn cũng xin đọc lại cái số điện thoại của anh Thương ha. Số đầu tiên là số máy Toàn quay là 0907 851767, là số Zalo thứ nhất. Còn số thứ hai là 0914 943 539 ha. Số đó cũng là Zalo luôn cô chú ạ. Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả ha. Cây này quái nơm mà nó quái nãy giờ 18 phút rồi. Mưa hôm qua nước cũng ngập, mưa chiều qua buổi chiều.
Như mình nói chuyện nhiều hồi vòng vòng cũng có nhiêu đó. Ở khúc đầu thì Toàn cũng nói sơ lược về cái địa chỉ và số điện thoại của anh Thương, và hai anh em thì quay về cây để cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem cái mẫu ha. Còn giá cả thì quý cô chú anh chị các bạn đến vườn á, rồi mình xem cây xong mình thương lượng giá cả với Thương luôn. Giang hộ với cô chú anh chị ơi, thì video của Toàn sắp hết rồi. Trước khi dứt lời nói trong video, Toàn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả với cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước, luôn được nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc à. Toàn cũng hẹn với cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo ha. Nhà Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.